tất cả bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm Amly Aquatic và Aquatic Korea 30. Thằng này là đến từ thương hiệu của Blackstar, đây là một thương hiệu của Trung Quốc. Thì thằng này nó có công suất dành cho thằng Aquatic hoặc là dây ni lông, nói chung là guitar thùng, thì nó sẽ cho chúng ta là có micro này, guitar này 30W, thằng có thể live stream, ghi âm, sử dụng jack Canon, có reverb, có Trorod X2 và cái công nghệ Superwell Stereo ha. Mình sẽ khui ra và mình xem nó sẽ như thế nào. Số thì các bạn có thể thấy đây là nguồn này nè, chúng ta power đây thì nó có line in của live stream ghim trực tiếp vào đây và line out của cái phone phối, tức là như là cái phần này để chỉnh hiệu ứng ấy. Còn USB này master là loa tổng thì chúng ta sẽ được hai kênh, kênh thứ nhất là kênh dành cho guitar thùng chạy jack 6 ly. Nó gồm có là ren này, low, hi và chorot. Chorot thì nó có hai dạng, một là thằng Winston và thằng Wish ha. Hiệu ứng chorot hiệu ứng có hai phần, còn reverb thì nó cũng sẽ có hai phần reverb. Thứ nhất là reverb room và thằng hai ha. Nó có hai hiệu ứng. Đây là cái phần để cho thằng guitar. Nó có một line. Thằng này thì nó cũng sử dụng cho thằng mid hoặc là thằng guitar cũng được luôn. Mid thì nó xài Canon ha, hoặc là line 6 ly. Nó sử dụng chung một cái nguồn, nó cũng là ren, low, mid, high và chế độ reverb. Reverb nó cũng giống trên, nó cũng có hai chế độ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn nghe trên cái loa này. Cái một cái dòng nhạc acoustic nha. Son mắt biến dạn người, người ta luôn nghĩ em thành thơi, mạnh mẽ tứ phương như ai yếu đuối trước gương, chiến thắng tất cả nhìn cũng ngã trước anh, ngọt ngào anh đến bên che chở. Rời xa anh kết thúc thờ ơ, lời nói dẫn trong trời đi nhấn dối lòng, kẻ có lỗi lại trở thành người tổn thương, gặp gỡ để chia ly để gặp gỡ, khi hết yêu đừng bảo duyên duyên. Người đã nói thương em thì bữa giông cũng chẳng